Gì ngộ quá ta, lạ quá ta. Xin chào cả nhà, em là Kiến, Kiến này, Kiến Ta Phải của Innova. Ngoại hình đẹp, máy móc này đâu có máy móc nguyên zin ha. Kiến bọng là ok, không bể, không găng, không nứt gì hết ha. Đây Toyota. Còn này Innova, tại vì của ông anh ông cọ quẹt có một cái kiến á, rồi vô hãng thay luôn cặp, rồi ông dư ra ông kêu đi bán giùm ông ha. 300 ngàn. Quá đẹp, không bỏi, không mẻ, không nứt, không găng gì hết ha. Ông tháo ra mà ông còn quen sao gãy hết cái kiến hay là mớp bậy vậy đó. Rồi thay hãng đâu có thay một cái đâu, thay hai cái. Rồi ông lấy cặp đó, ông dư ra ông kêu để bán giùm ông, ông kiếm tiền cà phê. Ok, đây thông số vậy nè ha. Đẹp, không bởi không mẻ cho hết nha quý khách của chú anh chị em. Rồi ok, quý khách của chú anh chị em nào thật sự có nhu cầu mua dùng xài hay là có hư gọ quẹt đó, cái con này hình như là bên tay phải hay sao á, tay phải, cái kiến hậu này bên tay phải nha. Rồi quý khách nào của chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Giao Tốt, Messenger, TikTok qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách của chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Dạ em xin cảm ơn và chào tạm biệt.